tu rồi, dạ sư đã khởi cái tâm từ bi rồi, thì giờ sư viên mấy chú thôi quan hỷ thương tha cho cái chú đó một con đường để chú quay về đi. Dạ. Chứ bây giờ không lẽ giờ mình giết người ta để đi vào cái tận cùng thì cũng tội lỗi. Thì sư... những cái clip mà mấy chú dí là sư theo dõi hết chứ không phải là không thơm. Nhưng mà con cái thì cái lúc cái tâm sư nói thẳng là sư cũng sốt lắm, sư cũng thương lắm. Nhưng mà cái gì lỡ cái sức đóng cái điên cuồng của người ta là người ta quan quýnh mình, nhưng việc mình thì mình chịu, mình không trách ai được. Cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, cái nghiệp của mình kiếp trước mình quýnh họ thì kiếp này mình quýnh lại họ thì quà. Chứ trong tâm chứ cũng có buồn không tuổi gì mà sư lại đáng thương cho người đó. Tại vì vì đó cái chú đó chú không hiểu đạo hiểu đời, trời cộng đồng mạng cho chú là như thế nào thì sư không biết. Nhưng mà trong cái đường tu của sư, sư bị giúp ngã cái quá là đau khổ trong cuộc đời đường tu của sư. Nay là 12 năm rồi, sư y sư xuất gia y chỉ là 25, sư đắp cái y này từ đây là bao nhiêu năm rồi. Sư nguyện sư ôm cái y này suốt cuộc đời, dù ngang ngang khổ sở cỡ nào sư vẫn ôm cái y này sư sống suốt cuộc đời của sư. Mà tại sao hôm nay cái nạn này nó đến với sư? Sư rất buồn trong quan tâm, không lẽ đường tu mình đến đây nó đã đứt sao, nghiệp mình nó đã tới hay sao? Sư chỉ trải lòng cho mấy chú như vậy thôi. Dạ sư ơi, cho anh em con hỏi rằng hôm đó là sư là người bị tác động nhiều nhất đúng không? Dạ dạ. Là con thấy là đạp sư nữa, thì lúc đó là cô sư bây giờ sức khỏe sư như thế nào rồi? Thì coi như nói chung là cái người tu thì cũng có long thần hộ pháp họ đỡ hết. Dạ. Thì thời gian đó là sư vẫn đau vẫn riêm, nhưng mà trong cái chánh niệm, trong cái đau đớn của sư thì sư về thì sư hành thiền. Trong vòng chỉ có 3-4 tiếng đồng hồ thì sư thả thiền thì người sư nó vẫn bình thường, nó không có chuyện gì xảy ra. Cho nên thí dụ mà sư có tác hại gì thì nhờ mấy chú tri tùng thì điều đó sư quan nghĩ. Dạ rồi. Khuyên chú mấy chú buông tha cho chú đó đi. Dạ. Sư ơi, cho con hỏi là con nghe có nhiều thông tin là cái hôm đó hai sư đi khắc phục thật ở ngoài chợ đó, thì có bà con mình Phật tử người ta cho soi, thì con nghe người ta nói thôi nha, trên mạng nói thôi là cho hai hộp soi mà hai sư không nhận xong rồi dục đi, cái chuyện đó có thật hay không? Sư thời đây hai bên dây giáo mười phương chi Phật không long thần hộ pháp, nếu sư làm những công việc đó thì sau này sư sẽ đi sư đọa về chính tầng địa ngục. Nếu nói về ai các vị cộng đồng ai hiểu về cái chính tầng địa ngục rất là nặng. Còn nói về cái đời thì nó thề thốt đó, nó nhiều cái nó thâm sâu, nhưng mà sư là người thu, sư chỉ là thề một câu, nếu mà cái gói soi đó mà sư có làm như vậy thì sư kia ra đi thì sư sẽ đi về chính tầng địa ngục, sư sẽ bị đọa đày. Đó là những bên TikTok người ta cắt ghép ta nói vô thôi. Đúng rồi. Thật sự ra chưa có ai thấy. Dạ. Con cũng có phỏng vấn một cái người. Bây giờ á sư thọ nhận được, sư được cái phước của chúng chi cũng vừa khổ, thì cái phước báo đó cùng nhau tả thể, thì cái phước cái người cúng cho sư thì chia sẻ cho người khác, thì phước đó sư cũng được một miếng, rồi người cúng nó cũng được một miếng, chứ có đâu để là chà đạp cái hột gạo là hột ngọc của đàn na tính thí mà mình làm vậy sao có được. Cái tâm mình ở đâu, mình tu để làm gì? Cái điều đó là oan ức cho sư đó, tội lỗi. Nếu bị nào mà đặt chuyện cái kênh nào đặt điểm cho sư thì tự cái kênh đó phải xem xét lại trong cái lương tâm của vị đó, cầm lên làm cái YouTube. Tại vì làm đâu có thật và thật, giả là giả. Ví dụ đơn giản sư là giả thì mấy chú cứ bình luận sư là giả, còn sư thật thì chú sẽ cho là sư là thật. Cái nào thật ra thật, giả ra giả. Sư cho con hỏi là đầu đuôi sư diễn đó, hôm bữa đó như thế nào, sư có thể kể lại rõ không? Tại vì hiện tại là bây giờ là rất là nhiều vị khán giả đang hiểu lầm về sư á, là đầu đuôi sự việc hôm bữa là gã thanh niên cái coi như trong đó. Trong cái sự việc đó là sư cũng không hay, không thấy, không biết gì. Yeah. Tại vì trong khi cái lúc mà sư đi thọ nhận của đàn na tính thí đó, yeah, là trong tâm sư lúc nào cũng trong cái chánh niệm. Nhiều khi chú lỡ chú tác động mạnh sư cũng không biết. Yeah. Tại vì mình đi vào cái pháp hành của mình rồi. Đó. Thì trong mình chánh niệm, dù cho chú có bỏ cái gì sư cũng sư không chánh niệm. Yeah. Sư không biết không hay, ví dụ cảm thấy cái bát đầy quá thì sư sẽ đưa vào cái đại cái dèm của sư. Yeah. Khi mà
Nhưng mà cái lộ trình của sư là từ 4 giờ rưỡi là sư dạy chi cung phu, 5 giờ là sư bộ hành. Thì đây đây, con ngựa sát của sư bộ hành này là Là chiếc xe đó hay sư ha? Là chúng mấy chú cứ nhìn chiếc xe này là An Sương nè, rồi chợ Thâm Lương nè, rồi chợ quận 11 này kia, nói chung chung khắp ở Sài Gòn thầy ha. Dạ đi nói chung là thầy ơi, cho con hỏi rằng là hôm qua con nghe những anh em YouTube mà có gọi cho một vị sư nào đó ghi âm lại, thì con nghe nói là hình như có ai chia sẻ là như đánh mấy lần không sư? Đánh ba lần. Ba lần là có thể sư kể lại giùm con nghe được không ạ? Cái một lần đầu á là khi cái thời gian mà sư đi như thế này thì cái chú đó là chú đi, chú mới ép sư ra đường, là thì chạy xe máy ép luôn hả sư? Cái chú áo sọc đó, cái chú quýnh sư đó thì chạy ra đường, thì sư mới nhảy qua đây á, là sư đi, ý là sư né cho họ đi. Thì cái là chú phiền não hay sao không biết, chú hãy tới là chú ngồi trên xe á, là chú đập sư là tấp nập, coi như là lên đầu sư bập 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 bập, xong sư rồi không đã để cái là chú mới dừng xe lại là chú mới chống xe xuống, là chú mới bay vô, là chú bóp cổ sư, là chú nghiệm sư xuống, rồi xong cái là chú mới là xô sư đến cái đầu sư. Cái lúc đó là chú mới lấy chân đó, là chú đá vô sư, là cái đòn đá với cái đòn mà bóp cổ thì nó đau, còn mấy cái đòn trước thì nó không đau, nhưng mà sư tu trong chánh niệm thì sư xả không mấy hồi. Nhưng mà tụi con thấy là khi mà quýnh sư xong là chưa đã chạy theo xe còn ký đầu sư đúng ký là rồi. Đây rồi. sư đi sau nè, sư trẻ tuổi mà hai sư cũng không nói gì luôn, cũng là trẻ tuổi, là sư này vị sư tuy là thì trẻ tuổi nhưng mà sư tuổi hạ sư cũng cao hơn, mà tuổi đời thì cũng cao hơn sư. Ồ, cao hơn sư luôn hả? Dạ. Sư là 1970. Dạ. Dạ là canh tức. Là sư này vô tức canh tức. Cái gã đàn ông ở nhà vô đấm mấy sư vậy chứ là, không nói lý do vậy. Là sư không biết cái gì, tại vì sư đi trong chánh niệm. Dạ. Ví dụ những nhân viên bên chú này đi. Dạ. Chú chạy chú lại chú xong sư thì sư cũng chịu. Dạ. Rồi lúc đó mình nhập thiền, nhập cái đi là mình nhập vô cái đi trong cái chánh niệm của mình. Dạ, dạ. Thật hay giả hay không thì mấy chú cứ quan hỷ, khi nào quá mấy chú ra được thì giả hay thiệt. Dạ. Chú đắp đi. Thì cái vị đó mấy vị đi họ nhận á, mấy vị đáng đi đáng liếc sợ người này người nọ. Còn đối với mấy sư đi, đối với đi sư đây, sư đi trong chánh niệm, khi sư đã chánh niệm, sư đã nguyện rồi thì sư đã họ nhận cái bát sư ôm vào đây sư đi. Thì trong khi chánh niệm, trong cái giác của cái trực của sư á, mà cảm thấy là đủ rồi á, cái nhận định cái giờ của sư nó đã tới rồi, là trên cảm sư là tự động đúng, tới giờ con sư. Anh em con á, YouTube đồng nghiệp ở đây cũng rất là đông. Con cũng nói với hai sư như thế này, đối với anh em của con, thật hay giả không quan trọng. Quan trọng là con tìm gặp hai sư ngày hôm nay. Tại vì sao? Gặp người đàn ông mà thí dụ hai sư đang đi ngoài đường đúng không? Đâu có xin xỏ ai đâu, đâu ăn hết tiền gia dòng họ nó đâu đúng không? Rõ ràng. Thì tại sao mà mình lại xúc phạm đến người mà hai vị mặc áo nhà tu như vậy? Thứ nhất, thứ hai nữa là người lớn dù sao cũng lớn tuổi hơn gã đàn ông nó rất là nhiều, đúng không ạ? Mà có hành động giữa ngay chợ luôn, chứ không phải là một cái khu vực vắng vẻ nữa. Đó hành động đó là anh em con xem được cái clip đó, là mới bức xúc đi tìm hai sư và tìm gã đàn ông nó hiện tại bây giờ đó là nó trốn rồi, là không biết như thế nào. Bây giờ anh em con cũng cố gắng tìm những cái thông tin và bà con cung cấp, là hôm nay mới biết được cái thông tin đó, là lại đây để mà phỏng vấn hai sư. Thì trong khoảng thời gian đó thì hình như là bằng ngày nào mình cũng đi ôm bác ha thầy. 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, khi nào mà cái tâm mình nó không định á thì mình về mình ngồi thiền. Yeah. Ngồi thiền mà ở nhà mình làm công việc gì đó, quét nhà, lau nhà gì đó, thì khi mà cái tâm mình nó tỉnh rồi đó, là cái nhân duyên chi thiên long thần hộ pháp đã dục, họ dục mình đi thì mình đi. Đó là theo sư đi, theo nghiệp của sư chứ hoài là. Xin lỗi nha, mấy chú cứ nhìn cái bộ y đi sư. Trên cái đất thành phố này, khi nào công an chính quyền bắt sư thì thôi, chứ sư dẫn đi. Dạ. Yeah. Cái hình hài của sư dẫn đi. Khi cái sự việc xảy ra đó, hôm nay sư có đi nữa không?
đâu có dám đi. Sao vì sư? Đi cái thứ nhất gì cái kẻ mà quýnh sư đó, rồi đồng bọn của mấy vị rồi cái dị ứng cái màu áo của sư rồi là cho anh em đồng bọn rồi đánh sư nữa sao? À, ý là không sư tìm đó, sợ sư tìm sư nữa hả? Anh sợ sư tìm đi sát sư, coi nên là sư sợ sư phải ẩn, dù đói dù no gì sư cũng vẫn chịu ở nhà. Rồi mấy hôm nay cái mình ví dụ mình không đi như vậy mình sao mình sống được thầy? Thì nó mình phải ráng, sao mình bị nạn mà nghiệp mình nó tới thì mình phải nhẫn lại chứ. Rồi, sư quá trời. Sư này con hỏi là mấy hôm nay sư có sợ không? Thì cũng ai cũng sợ, thành ra cuối cùng nào giờ sư cũng đâu có đi bác ngoài đường đâu, tại vì đây kẹt đi hạ không kịp. Dạ rồi cái con hỏi là cái hôm đó là con gọi là sư trẻ đi, tại vì sư lớn tuổi hơn sư kia, nhưng mà nghe nói là sư lớn tuổi hơn hả? Lớn tuổi hơn. À nhưng đó thì là hôm đó là đi gã đàn ông đó đi có cốc đầu sư nữa phải không? Có. Ngay chú cũng đi xuống là với chú con quánh là chú hỏi tụi mày tu giả tụi mày ở đầu mối gì, chợ đầu mối gì đó. Ừ. Tụi mày bữa nay qua tới đây thì hai sư không trả lời gì trên là ông bọt tay rồi. Ừ. Rồi bọt con quánh đâu là hai ba chập, mấy sư tính là để ông quánh cho hả về dặn hờn gì đó. Tất ghen gì đó của ổng đó là ổng quánh đi, ổng chịu đi, còn ổng chổi xe xuống ổng xuống quánh đi chập sao nữa. Con thấy như vậy nè, con xem cái clip đó, con thấy cái gã đàn ông đó theo cái cốc đầu sư mà sư quay lại sư cười. Thì đó thì đúng không? Đúng rồi, cười. Vì cái nghiệp của mình mà bây giờ người ta không có quan hỷ thì thôi, ta đánh chứ còn riêng ra mình người tu mà chống trả gì. Yeah. Thành ra cuối cùng thì cũng vui vẻ, họ có đánh thì đánh đi chứ sao. Mà con hỏi thiệt rồi có đau không sư? Đau thì nó đau rồi, trong lúc đó vố trên đầu mà nó ê buốt vào đầu mà không có tóc nữa, chú biết mà. Mạnh lắm hơn. Mạnh lắm sư. Mạnh thì nó mạnh, nó cũng chung chung mà điều động. Ừ. Tóc là đánh như vậy là đau dữ lắm. Rồi là thốn á. Từ hôm mà xảy ra sự việc giờ mình có đi ôm bác đi không? Dạ không dám đi nữa chú. Sao? Trong cái mùa này đó là an cư kiết hạ nó cũng điều hết hai bên rồi. Bây giờ là không dám ra nữa, 3 tháng hạ rồi, giờ đi ra thì trong năm tông người ta cũng đã đi hạ rồi, mà bắt tông thì nó cũng chưa ra hạ nữa. Thành ra là không còn đi được nữa. Thì giờ cũng nhờ mà nếu cộng đồng nào mà có mà quan hỷ trợ giúp thì gạo thóc gì cho mấy sư sắp chống chổi cho qua 3 tháng hạ thôi. Rồi sư cũng quay trở về chùa nữa, bởi vì chứ đi trễ hạ rồi thành ra sư phải ở lại đây đặng mễ chứ vô người ta trễ hạ người ta đủ dân rồi mình vô nhập người ta đâu có chấp nhận đâu. À, có nghĩa là mình về không kịp phải không? Về đây kịp mà phát bệnh, hẹn rồi điện thoại chỉnh sách đồ đi lên rồi phát bệnh rồi không đi được. Dạ, không tại vì được. Hôm bữa con có lên chỗ nơi sư á thì người ta nói là sư đi chưa có về. Thì đúng rồi. Dạ, đúng không? Sư đi ra đặng mà sư bị về, có hẹn hạ trên dùng trên á. Dạ. Rồi cuối cùng á thì xin chủ trì ở chùa, xin ở chùa đó đi, họ đồng ý rồi sư đi. Dạ. Rồi đi rồi về trễ, bệnh rồi trễ đâu dám lên. Vậy là chỗ tu của sư ở trên Đồng Nai chẳng không? Hồi trước là sư ở Thiền viện Phước Sơn là mười mấy năm tu ở đó, sau này là sư đắp y tiêu thu rồi á là sư đi nhập hạ Bình Phước, có tỉnh Bình Phước có, rồi sau này sư về bên núi Vinh thì sư kẹt dịch bên đó, sư ở bên ba bốn năm ở bên bản bên núi Vinh nữa, chỗ có sư Nhàn á trước. Yeah. Chỗ Ngọc Sư Vinh á, rồi là sau này xong rồi là sư về ngay cái chỗ mà hai cái chú mà quay cái bổng cái ông áo vàng qua chỉ lên Phủ Đức đó, là sư ở đó năm mấy nữa. Yeah. Đó năm mấy nữa rồi mới sư mới lên về Bố Đức. Về Bố Đức thì sư xin trong chùa là sư về sư bị nhập hạ. Khi mà sự việc xảy ra một gã đàn ông tác động với hai sư giữa chợ, lúc đó tới giờ là hai sư không dám đi ôm bác ra đường luôn. Yeah, thì mấy ngày hôm nay là ví dụ mà mình ăn đồ sao thầy? Ăn thì nói chung ra thì cái đi bác mấy lần trước thì còn dư chút đỉnh, thế này cũng thủ trong lúc bệnh đau. Dạ. Yeah. Thì vài 300.000 với gạo thóc vậy thôi, thì mấy ngày cũng cắt cột sống vậy thôi. Dạ. Yeah. Cũng rất là khó khăn ha. Khó khăn. Tại vì con nghe cái trong cái đoạn cuộc thoại mà giữa mấy thầy với anh em YouTube á, thì nói bây giờ không dám đi ra đường. Nói chung là con mới gọi cho anh em YouTube, đồng nghiệp với con là qua đây để mà coi như mình như là tất cả những mình là quân, người ta cũng rất là mong gặp hai thầy để hỗ trợ thầy như cũng như là hỏi thăm sức khỏe, là cái sự việc nó xảy ra ngày hôm đó là sức khỏe hiện tại bây giờ có sao hay không, rồi người ta giống như có một cái người ta giúp đỡ thôi. Đó. Sức khỏe của sư bây giờ thì nó ổn định rồi, mà còn bây giờ là cuộc sống thì nó hơi bấp bênh là không có đi ra ngoài cắt thịt được á. Yeah. Nó thiếu hụt gì đó. Nhưng mà từ lúc mà xảy ra việc tinh thần mình có còn hoảng loạn không?
ăn lợn thì đúng rồi, vì nào giờ chưa có gặp tình trạng như vậy, thành ra sư cũng hốt hoảng. Vì sư thì nói chung ra thì sư Thành á thì ông đi bác từ ở đây là thường xuyên, còn sư là sư chỉ bắt đất dĩ là kẹt đi hạ không được rồi sư mới ra, sư đi với sư bạn sư của sư thôi lần đầu thôi. Chung cũng kẹt ha Thành, nó cũng khổ rồi xảy ra vậy, mình trong tâm cũng muốn mà cái nghiệp thì thôi phải trả chứ sao giờ. Thì con sẵn ở đây có anh em đây thì con đại diện đi ha, thì con không tí đi, con gửi mấy thầy mấy trăm để mà ví dụ mua sữa mua sùng rồi đó, con gửi cho thầy mấy trăm ha, để mà giống như là con đi ra chợ mua chứ giờ cũng đâu dám đi ra đi ôm bát nữa. Em đại diện gửi cho mấy thầy đi ha. Dạ, gửi đi. Rồi cho mấy thầy. Bây giờ là quá rất nhiều của chú anh chị trên mạng á là muốn tìm gặp con gửi sư. Hai thầy 500 ha. Đó thì để mà giống như uống sữa mua sữa rồi đó. Ta coi có cái hướng gì hiện tại không? À, hiện tại bây giờ mình bớt bệnh chưa? Dạ cũng là trở lại bình thường rồi, mà còn đi đứng ra ngoài thì nói chung không dám đi nữa. Dạ. Bình thường nhưng mà cái tâm của mình nó còn rối loạn. Dạ. Chưa giờ là chưa đâu đi vào cái cảnh giới này, cộng đồng thế giới là lần đầu tiên là mình bị như vậy luôn. Mà hai sư là biết cái người đàn ông đó ở đâu không? Không biết đúng không? Người chắc người đi đường đó. Dạ. Con chân thành cảm ơn thầy ha. Dạ. Thầy là Phật. Dạ.